Các bạn thân mến, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh xe Hyundai. Hôm nay mình có một cái anh khách hàng, anh ấy muốn tư vấn về cái dòng xe Hyundai Grand i10. Cụ thể ở đây là phiên bản sedan AT tiêu chuẩn. Thì trước đây thì i10 được phân phối tại thị trường Việt Nam mình với 3 phiên bản. Đó là số sàn bản thiếu, số sàn bản đủ và số tự động bản cao nhất. Nhưng mà Hyundai người ta đã bỏ đi cái mẫu mà số sàn bản đủ rồi, thay vào đó là số tự động nhưng mà bản tiêu chuẩn mọi người nhá. Thì giá thì nó tương đương nhau. Thì anh này anh ấy ở Thường Tín thì anh ấy muốn mua một chiếc xe để mà chạy dịch vụ. Thì tất nhiên là cái phương án đầu tiên người ta cần đến đó là cái xe bản sedan. Đây mọi người, cái xe bản sedan mà nó có cái đuôi như này này. Đó. Thì có cái cốp này thì chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta đựng thêm đồ ấy. Xem. Con này mở cốp bên trong rồi mọi người nhé. Đấy. Mà những anh em mà có nhu cầu mua xe chạy dịch vụ thì người ta thường ưu tiên cái xe mà nó có thêm cái phần cốp này thì nó sẽ đựng được đồ hơn. Đấy, đựng được nhiều đồ hơn. Nếu mà chúng ta đi làm dịch vụ thì khách hàng người ta nhìn thấy cái xe có cái cốp này người ta cũng thích hơn vì sẽ đựng được nhiều đồ mọi người nhé. Đó. Đây, quay cho mọi người xem. Màu đỏ nhá, hiện tại mình có màu đỏ. Đấy thì về cơ bản phía bên ngoài thì xe này nó sẽ khác với bản đủ, đó là la răng của nó sẽ là la răng sắt như này mọi người nhá. Vẫn là vành 14R14 đây. 16570R14 mọi người nhá. Mà la răng sắt cái ốp ngoài này là bằng nhựa này. Đó. Phần đầu thì vẫn vậy thôi. Con này là Vin 2022 thì bên mình đang có giá hỗ trợ tốt hơn Vin 2023 khoảng độ 7 đến 8 triệu. Đấy nhưng mà nó mất một đời mọi người nhá, nó vẫn là xe mới thôi. Đấy nhưng mà xe này sản xuất Vin 2022 để cho mọi người xem. Đây mọi người. Năm sản xuất 2022 này. Đó. Ghế da thì nó chỉ là cái viền này bằng da thôi. Viền này bằng da, còn bên trong này sẽ là lỉ nhá. Và chúng ta vẫn có hai túi khí mọi người nhá. Đây cho mọi người xem. Một túi khí ở vô lăng này, một túi khí ở bên phụ này. Đó, có chữ AIR băng này là túi khí mọi người nhá. Và bản thiếu thì chúng ta sẽ không có, đó là màn hình. Nhưng mà cái điều quan trọng là mình lại thấy những cái anh mà anh em chạy dịch vụ ấy, người ta lại thích cái xe mà không có màn hình. Để về người ta có thể độ thêm những cái màn hình Android ở ngoài thì nó sẽ có nhiều chức năng hơn. Đó. Thì có lẽ là hãng người ta đã tính toán đến cái đối tượng khách hàng rồi. Đấy là các anh ấy thích chạy dịch vụ thì người ta thích độ đẽo các thứ. Hộp số tự động là 4 cấp mọi người nhá. Số sàn thì sẽ là 5 cấp. Đó. Xe vẫn là xe mới này. Xe mới chỉ đi được 13 km mọi người nhá. Xe mới không phải là xe không đi được km nào đâu, bởi vì là bình thường xe ở trong nhà máy thì bên mình cũng luân chuyển giữa các kho. Đấy. Thì nó cũng có những cái cung đường khi mà người ta sản xuất xe xong người ta cũng phải test thử xe những cái cung đường đấy, thì thông thường nó khoảng độ dưới 20 km mọi người ạ. Đó. Đèn đóm này. Dưới này chúng ta có một cái cổng sạc. Đó. Khởi động bằng nút nhấn này. Smart. Khóa smart key đây. Đó. Hai chìa này. Con này số khung là 015218. Màu nội thất này thì nhìn khá là sạch sẽ mọi người ạ. Này nó màu hơi cũng chẳng phải là kem đâu, màu kiểu ghi xám ấy. Trước đây thì nếu mà số sàn thì nó sẽ bất cập hơn một chút, bởi vì là số sàn thì bây giờ thật ra chạy dịch vụ số tự động nó cũng không quá tốn nhiên liệu hơn số sàn đâu. Cho nên là hãng người ta chuyển qua cái bản này, bản số tự động và tiêu chuẩn. Vẫn có số sàn bản tiêu chuẩn nếu cho những ai có nhu cầu mọi người nhá. Đây, mức tiêu hao nhiên liệu đây. Kết hợp là 6,07 lít này. Trong đô thị là 8,28, ngoài đô thị là 4,79. Đấy, căn bản cái bản thiếu thì nó cũng không có gì nhiều cả mọi người ạ. Máy 1.2. Đó. Hàng ghế sau đây.
Ghế là ghế lỉ mọi người nhá. Có cái viền này là da luôn này. i10 thì nếu trong phân khúc thì là rộng rãi nhất rồi. Tay nắm cửa mạ chrome này. Đấy. Khóa thông minh thì kèm theo nút mở cửa thông minh ở đây. Sinh an ở trên gương này. Đây mọi người sinh an này. Đó. Và xe này thì bên mình đang có mức giá đây, mình vừa làm báo giá cho anh ấy xong thì nó đâu nhỉ? Đây mọi người ơi. 390. Đây mình để cái báo giá này lên trên cho mọi người xem nhá. Nói chung con này lăn bánh khu vực Hà Nội vào 441 triệu 560 nghìn. Và i10 thì hiện tại trong tháng này bên mình vẫn có chương trình tặng, đó là 1 năm bảo hiểm thân vỏ nhá. Kể cả các bạn mua xe trả thẳng hay là mua trả góp thì đều được tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Như tháng trước thì chỉ được tặng đối với những xe mua trả thẳng thôi. Đấy, nhưng mà trong tháng này thì bên mình đang muốn đẩy mạnh về cái dòng i10 này. Thì kể cả mọi người mua trả góp đi nữa thì cũng được, sẽ được tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ mọi người nhá. Đó, ngoài ra thì những bản hatchback này thì còn nhiều lắm. Nói chung bản bay này thì thật sự là bán chậm ấy. Cho nên là đơn vị mình cũng không nhập về nhiều đâu. Đó. Nhưng mà cái quan trọng mình thấy ở đây là hiện tại là cái mà Vin 2023 với Vin 2022 mà nó chênh nhau có 7-8 triệu thì thật sự là cũng khó. Khó để mọi người mà ai đấy người ta chọn cái Vin 2022 lắm. Nói chung chênh nhau một đời mà cách nhau có 7-8 triệu thì chắc là hơi khó. Thì nhưng mà thôi, đây thì hôm nay có anh khách anh hỏi thì mình tiện nên mình quay và tư vấn cho mọi người. Mình lâu lắm rồi cũng không bán được con này ấy. Đó. Sắp tới thì hết tháng 12 thì sẽ hết giảm thuế mọi người ạ. Cho nên là ai mà có nhu cầu mua xe thì chúng ta nên cân đối chốt sớm. Đây bên này có một con, đây. Con bản đủ này. Bản đủ dòng sedan. Con này màu trắng mọi người nhá. Con sedan này thì cũng không có chống chân trượt đâu. Nói chung là dòng sedan là không có chống chân trượt mọi người nhá. Chỉ có dòng hatchback là có chống chân trượt thôi. Đây vì mọi người nhìn bên ngoài. Đấy, nếu bản đủ chúng ta có thêm cả cái đèn sương mù dạng projector như này. Nhưng mà trên bản tiêu chuẩn thì nó sẽ để chờ mọi người nhá. Để chờ đây. Này về mọi người độ một cái bây giờ nó có một cái đèn mà đèn gầm này ấy. Nó chiếu được 3 chế độ ánh sáng cơ. Đấy. Ánh sáng vàng, ánh sáng trắng và cái màu vàng hơn nữa ấy. Mình nhớ không nhầm là như thế. Cũng chỉ vài triệu thôi. Nhưng mà nó sáng, nói chung là sáng. Nó độ thêm thì sáng. Nói chung là nếu mà anh nào thích độ đẽo thì lấy bản tiêu chuẩn này hợp lý hơn. Có vẻ mình về mình giá nó tốt hơn thì nó về mình có thể độ được nhiều hơn. Nếu mà bản đủ thì nó là lăn bánh là đây mọi người. Nếu bản đủ nhá, nếu con này bản đủ này. Sedan bản đủ này, số động thì nó lăn bánh là 474.800. Con kia là 441 triệu. 441 và 474 là coi như là chênh nhau 33 triệu. Đấy. Bản đủ và bản thiếu chênh nhau 33 triệu mọi người nhá. Rồi ok, thì hôm nay mình muốn tư vấn qua cho mọi người về cái dòng xe i10. Cụ thể đây là bản sedan AT mọi nhá. Sedan AT bay và sedan AT đủ. Đấy, thì nếu mọi người cảm thấy video hay bổ ích thì nhớ nhấn like cũng như subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Rồi xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào.